Tốt Năm xin gửi chào đến tất cả các bạn click vào video của mình. Ngày hôm nay thì Tốt Năm đang có mặt tại trung tâm xe máy xe điện Hải Quân 4 với địa chỉ là cây xăng Vạn Cường, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc các bạn nha. Để có thể gửi tới các bạn những mẫu xe Honda Civic với giá bán cực kỳ ok ở đây. Chỉ từ 31.500.000 đồng mà thôi, các bạn sẽ có ngay một mẫu xe Honda Civic, các bạn không nghe nhầm đâu các bạn nha. Và ngày hôm nay thì mình sẽ review chi tiết các phiên bản của dòng xe Honda Civic để gửi đến các bạn. Đặc biệt là với những em nào ấy ở tỉnh Vĩnh Phúc này hoặc một số tỉnh thành lân cận ở Vĩnh Phúc, các bạn có thể đến trực tiếp đại lý để xem xe, giá bán cực kỳ tốt luôn các bạn nha. Sau đây thì để các bạn có thể theo dõi chi tiết hơn từng phiên bản một, từ sơn zin này đến sơn độ, các bạn có thể theo dõi thông qua video của Tốt Năm để lựa chọn cho mình một mẫu xe ưng ý và phù hợp nhất các bạn nha. Sau đây mời các bạn cùng theo dõi trên màn hình. Rồi các bạn có thể theo dõi trên màn hình ở đây, bằng 3 phiên bản cụ thể Top 5 sẽ review chi tiết tại trung tâm xe máy xe điện Hải Quân 4 các bạn nha, để gửi tới các bạn cùng tham khảo. Sau đó sẽ cung cấp cái tin vui bằng việc giá bán đã hạ đi rất nhiều trong thời điểm cuối tháng 12 và đầu tháng 1 của năm 2023 để gửi tới các bạn cùng tham khảo. Sơn độ 3D với một phiên bản màu xanh combo, ở giữa là phiên bản là tiêu chuẩn phanh thường màu đỏ đen, hiện tại mức giá bán của nó cũng là tốt nhất, 31.500.000 đồng mà thôi, rất rẻ các bạn nha. Còn đây là một phiên bản cao cấp màu bạc nhám cho anh em nào quan tâm, thích hệ thống phanh chống bó cứng ABS. Ngoài những phiên bản màu sắc này ra thì còn có thêm phiên bản đường đua HRC cũ của năm 2022 và đường đua HRC mới của năm 2023. Ngoài ra còn có vô vàn những phiên bản màu sắc sơn độ rất đẹp nữa để các bạn có thể quan tâm và theo dõi. Hiện tại trong thời điểm này, các bạn đi ngoài đường cũng có thể thấy rất rõ rồi. Anh em lựa chọn mẫu xe này làm phương tiện di chuyển cho mình rất nhiều. Côn tay 6 số Underbond, trải nghiệm cực kỳ thích thú nếu các bạn đi tour, đi phượt với mẫu xe Honda Civic ở đây. Hiện tại thì mình quay cận cảnh trực tiếp những phiên bản này tại trung tâm xe máy xe điện Hải Quân 4 ở khu công nghiệp Bá Thiện 2, cạnh với cây xăng Bá Thiện 2 các bạn nhé. Khu vực Bình Xuyên của tỉnh Vĩnh Phúc. Cho anh em nào ở tỉnh Vĩnh Phúc này hoặc một số tỉnh thành lân cận có thể đến trực tiếp đại lý để xem xe và tham khảo cho mình. Hoặc có thể thông qua số điện thoại của đại lý mình để ở phần mô tả của video cũng như trên màn hình các bạn đang theo dõi ở đây. Với số điện thoại cụ thể rất dễ nhớ luôn, 0915182868 sẽ được nhân viên của trung tâm xe máy xe điện Hải Quân 4 tư vấn cụ thể gửi cho các bạn. Một phiên bản màu xanh camo rất đẹp này cho những ai yêu thích phiên bản camo trước đây. Hiện tại phiên bản năm 2022 thì màu camo không còn được sản xuất nữa các bạn nha. Các bạn có thể lưu ý cho mình như vậy. Quá là ok và đáng để quan tâm trong thời điểm hiện tại rồi. Phải nói Lai Châu mình giá đã tốt rồi, nhưng Top 5 về với Vĩnh Phúc giá bán còn tốt hơn rất nhiều. Các bạn cứ đến với đại lý nói Top 5 giới thiệu. Hiện tại đại lý thì có ngoài ở khu vực khu công nghiệp Bá Thiện 2 ra thì còn một chi nhánh nữa ở quốc lộ 2 xã Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường của tỉnh Vĩnh Phúc cũng sẽ có mức giá bán tương tự như thế này dành riêng cho mẫu xe Honda Civic. Các bạn có thể theo dõi một chút ở phần đuôi xe cho mình các bạn nha. Về cơ bản thì giữa phiên bản là phanh thường và phanh ABS là tương tự giống nhau rồi. Nó chỉ khác biệt nhau ở hệ thống phanh và có thêm cái cổng sạc mà thôi. Còn màu sơn độ 3D thì có cả trên hai phiên bản, phanh thường và phanh ABS, giá bán nó cũng sẽ khác nhau. Cao nhất hiện tại đến thời điểm này cho phiên bản sơn độ 3D với phiên bản trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS cũng chỉ vào khoảng tầm 36.500.000 đồng mà thôi. Để các bạn có thể theo dõi được kỹ hơn, sau đây Top 5 sẽ gửi tới các bạn mức giá bán cụ thể thuộc dòng xe Honda Civic với đầy đủ các phiên bản các bạn đang theo dõi trên màn hình một cách chi tiết nhất các bạn nha. Tin vui gửi đến các bạn luôn. Hiện tại đối với phiên bản sơn độ 3D phanh thường giá bán hiện tại chỉ 35.500.000 đồng, còn phanh ABS giá bán sẽ là 36.500.000 đồng mà thôi với những ai yêu thích phiên bản sơn độ. Còn phiên bản tiêu chuẩn phanh thường với 3 màu sắc hiện tại, đỏ đen này, trắng đen và phiên bản màu đen bóng, giá bán hiện tại chỉ 31.500.000 đồng, rất rẻ các bạn nha. Với phiên bản các bạn đang theo dõi trên mình ở đây gồm 3 màu sắc bạc đen, đỏ đen và đen nhám, giá bán hiện tại của phiên bản trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS cao cấp này là 32.500.000 đồng, chỉ nhỉnh hơn 1.000.000 các bạn sẽ có ngay hệ thống phanh chống bó cứng ABS. Còn hiện tại với hai phiên bản đường đua HRC cũ của năm 2022, giá bán chỉ 33.500.000 đồng và đường đua HRC mới của năm 2023, giá bán cũng chỉ vào khoảng tầm 34.500.000 đồng mà thôi. Rất cụ thể và chi tiết như vậy. Toàn bộ giá bán mình báo cho các bạn thông qua video ngày hôm nay là đã bao gồm thuế VAT rồi các bạn nha, chỉ chưa bao gồm đăng ký mà thôi. Và khi các bạn mua những mẫu xe này sẽ được bốc thăm trúng thưởng,
với những bạn nào may mắn vẫn nhận được những chiếc xe Honda SH350i hoặc chiếc xe Honda Vision 110 tiêu chuẩn của năm 2022. Hiện tại cũng đã có rất nhiều khách hàng bốc thăm trúng thưởng rồi. Ngoài ra, nếu không bốc thăm trúng thưởng được, các bạn cũng sẽ nhận ngay được cho mình một chiếc điện thoại Samsung Galaxy A04s trị giá vào khoảng tầm gần 4 triệu khi mua mẫu xe Honda Civic. Giá đã rẻ, quà khuyến mại thì ngập tràn, cho anh em nào quan tâm có thể tham khảo các bạn nha. Và đó một điều Honda đang làm rất tốt để khách hàng Việt Nam chúng ta có thể dễ dàng tiếp cận hơn với dòng xe Honda Civic ở đây. Quá đáng để quan tâm trong thời điểm hiện tại, giá bán cực kỳ phải chăng và ok. Anh em hãy nhanh chân đến với Vĩnh Phúc đi, hoặc một số tỉnh ở phía trên nên mình ấy, như Lào Cai, Điện Biên thì có thể qua Lai Châu mình. Giá bán cũng chỉ đâu đó vào khoảng tầm từ 31.900.000 thôi, nhỉnh hơn vài trăm nghìn đồng so với những cái mẫu xe các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây. 31.500.000 cho một mẫu xe Honda Civic thì mình nghĩ là quá rẻ rồi. Không còn mẫu xe nào rẻ hơn nữa, thậm chí giá bán của nó còn đang thấp hơn so với giá bán của mẫu xe Honda Future trong thời điểm hiện tại. Quá sốc rồi các bạn, đây là một tin vui dành cho những ai yêu thích dòng xe côn tay Underborn, đặc biệt là dòng xe Honda Civic ở đây, để có thể tham khảo lựa chọn cho mình trong thời điểm hiện tại. Và mình có thể nhắc lại với địa chỉ của đại lý, với hai địa chỉ ở khu vực Vĩnh Phúc mình đã cập nhật trực tiếp các bạn nha. Thứ nhất là trung tâm xe máy xe điện Hải Quân 4 với địa chỉ khu công nghiệp Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên của tỉnh Vĩnh Phúc trong khu công nghiệp luôn. Hoặc các bạn có thể đến trực tiếp với trung tâm xe máy xe điện Hải Quân với địa chỉ ở quốc lộ 2, xã Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường của tỉnh Vĩnh Phúc. Các bạn có thể lưu ý cho mình với hai địa chỉ. Về số điện thoại thì mình để cả hai số điện thoại này ở phần mô tả của video. Với địa chỉ xe máy Hải Quân ở quốc lộ 2 ở Vĩnh Tường ấy thì số điện thoại là 0333 520 569. Còn với những bạn nào ở trong khu công nghiệp Bá Thiện 2 ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, các bạn có thể liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của đại lý là 0915 18 2868 sẽ được nhân viên tư vấn cụ thể. Hiện tại với những mẫu xe này, các bạn ấy mua trả góp với lãi suất 0,79%, hoặc các bạn chỉ trả trước 0 đồng, tức là không cần nhận bất cứ một đồng tiền nào. Các bạn vẫn có thể nhận xe về và di chuyển cho mình một cách ok và thoải mái thông qua các ngân hàng trả góp các bạn nha. Rất ok, một chương trình có thể nói là rất tốt trong thời điểm dịp Tết Nguyên đán của năm 2022 này. Với những bạn nào đang quan tâm, hãy mua ngay đi, bởi bước sang tháng 1 mình tin chắc chắn rằng những mẫu xe ở đây sẽ có mức giá bán cao hơn, tại vì thời điểm gần Tết rồi. Đây là mình có thể nói thêm với các bạn như vậy, cho anh em nào quan tâm có thể tham khảo. Rồi, các đoạn này của mình, nếu hay các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.